Lý Nhược Đồng là một trong những nữ diễn viên hạng A đình đám của màn ảnh xứ Trung. Cô để lại ấn tượng cho khán giả sau vai diễn Tiểu Long Nữ, siêu kinh điển trong phim Thần Điêu Đại Hiệp. Mới đây, nữ diễn viên gây bất ngờ khi xuất hiện, với vẻ ngoài xinh đẹp cuốn hút không thua kém gì những mỹ nhân 20 tuổi. Cùng tiểu sử ngôi sao tìm hiểu diễn viên Lý Nhược Đồng là ai? Tiểu sử, sự nghiệp và đời tư nữ minh tinh qua video này nhé! Lý Nhược Đồng, sinh ngày 16 tháng 8 năm 1966 là nữ diễn viên Hồng Kông. Cô là người con thứ 7 trong một gia đình có 10 anh chị em, từ bé đã xinh xắn nên hàng xóm gọi là thất tiên nữ. Lý Nhược Đồng, sinh năm 1966 là nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh xứ Trung. Trước khi trở thành diễn viên nổi tiếng, cô từng là tiếp viên hàng không của hãng quốc Thái hàng không Cathay Pacific. Sau bao nhiêu năm đóng phim, mới đây, Nhược Đồng góp mặt trong Thả Thí Thiên Hạ của Triệu Lộ Tư, Dương Dương. Năm 1990, khi đang làm công việc tiếp viên hàng không, Lý Nhược Đồng tình cờ được mời đóng quảng cáo. Nhờ vào nhan sắc xinh đẹp, nữ diễn viên nhanh chóng được đạo diễn Từ Khắc chú ý đến. Cô được mời đóng bộ phim đầu tiên mang tên Yêu Thú Đô Thị. Sau đó, Lý Nhược Đồng liên tiếp xuất hiện trong các bộ phim cổ trang ăn khách. Đặc biệt là sau khi tham gia hai tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp, 1995 và Thiên Long Bát Bộ, 1997, Lý Nhược Đồng vụt sáng thành sao nữ hạng A. Cô được mệnh danh là mỹ nhân cổ trang, xinh đẹp, duyên dáng nhất, rất phù hợp với hình ảnh kiếm hiệp. Vai diễn Tiểu Long Nữ cũng từ đó mà gắn liền với Lý Nhược Đồng. Dù sau này có nhiều diễn viên đóng vai này, nhưng không ai có thể vượt trội bằng nữ diễn viên Hồng Kông. Nhưng cũng vì vai diễn Tiểu Long Nữ mà những vai diễn sau này của Nhược Đồng mãi không thoát ra được cái bóng quá lớn đó. Sau năm 2005, Lý Nhược Đồng mất tích khỏi màn ảnh Hoa ngữ. Mãi đến năm 2014, thì cô nàng mới tái xuất trong bộ phim truyền hình Nữ Nhân Câu Lạc Bộ. Ngoài ra, cô cũng tham gia vào các dự án điện ảnh trong nước và quốc tế. Xinh đẹp, tài năng và diễn xuất giỏi nhưng Lý Nhược Đồng lại không được trọn vẹn trong con đường tình cảm. Cô có cuộc tình 10 năm bên vị đại gia Quách Ứng Tuyển hơn cô 20 tuổi. Thế nhưng cô vẫn không có danh phận cho mình. Trong cuốn tự truyện, nữ diễn viên đã có những trải lòng đầy cay đắng. Những vết thương ám ảnh cô suốt cuộc đời từ thời trẻ cho đến bây giờ. Lý Nhược Đồng gặp gỡ và yêu Quách Ứng Tuyển khi ông vừa ly dị vợ và đã có con riêng. Chính vì vậy mà khi công khai mối quan hệ, nữ diễn viên bị cho là người thứ ba xen vào phá vỡ hạnh phúc gia đình của Quách Ứng Tuyển. Nhưng cô cũng âm thầm chịu đựng dù người đàn ông này chưa bao giờ có ý định cho cô một danh phận. Quen với Quách Ứng Tuyển, cô dần dần rời khỏi làng giải trí. Suốt một quãng thời gian dài ở bên chịu đựng và chăm lo cho ông. Khi Quách Ứng Tuyển vỡ nợ, chính nữ diễn viên đã đi đóng phim để hỗ trợ trả nợ cho ông. Thế nhưng cả hai đã chia tay sau 10 năm chung sống. Sau chia tay, nữ diễn viên đã phải mất hơn 5 năm để điều trị chứng trầm cảm. Giờ đây, nữ diễn viên đã có cuộc sống tự do, hạnh phúc hơn khi độc thân. Cô dành thời gian nhiều hơn cho bản thân, gia đình và bạn bè. Nữ diễn viên cũng trở lại màn ảnh Hoa ngữ với những tác phẩm ấn tượng. Mới đây, khi xuất hiện trước truyền thông, Lý Nhược Đồng đã khiến khán giả bất ngờ với nhan sắc trẻ trung quyến rũ, dù đã ở độ tuổi 56. Cô sở hữu thân hình thon gọn, săn chắc và làn da trắng sáng. Gương mặt cũng không có gì thay đổi như thuở đôi mươi. Nữ diễn viên chia sẻ bí quyết để giữ được nhan sắc như hiện tại chính là chế độ ăn uống, nghỉ dưỡng và tập luyện. Cô nói không với việc dùng nhiều mỹ phẩm cho da. Tiểu Long Nữ chia sẻ bản thân dù bận rộn nhưng cô vẫn giữ thói quen ngủ 10 tiếng trên ngày. Bởi vì khi ngủ đủ giấc thì cơ thể mới thật sự thoải mái. Trước khi ngủ, cô cũng có thói quen dùng lược gỗ để chải đầu. Điều này giúp lưu thông khí huyết hiệu quả. Suốt 20 năm nay, nữ diễn viên chưa bỏ bất kỳ buổi tập nào. Cô luôn tập những bài tập cường độ cao như nâng tạ. Vì thế mà Lý Nhược Đồng luôn có thân hình săn chắc, vòng eo con kiến 56cm. Trên đây là một số thông tin mới nhất về diễn viên Lý Nhược Đồng là ai. Tiểu sử, sự nghiệp và đời tư nữ minh tinh mà tiểu sử ngôi sao cập nhật được. Hãy xem thêm nhiều video trên kênh để cập nhật thêm nhiều tin tức, sự kiện mỗi ngày nhé. Lý Nhược Đồng, Tiểu Long Nữ xinh đẹp của Thần Điêu Đại Hiệp 1995, từng muộn phiền do những lời chê có tuổi nhưng không chồng, con. Những áp lực tâm lý từ nhiều nguyên do khiến bà bị trầm cảm và vượt qua được nhờ tập thể dục chăm chỉ. Lý Nhược Đồng, 57 tuổi, mới đây tham dự một sự kiện trao giải ở Thượng Hải, Trung Quốc và đã có những chia sẻ về thăng trầm đã trải qua để trở nên tự tin, trẻ trung so với tuổi như hiện tại. Bà nói rằng đã bị mắc chứng trầm cảm từ năm 2009 sau khi chia tay mối tình 10 năm và nối tiếp biến cố cha qua đời. Tôi sống trong xiềng xích mà nhiều quan niệm truyền thống áp đặt lên phụ nữ, sống trong những bình luận ác ý của các phương tiện truyền thông không chính thống rằng tôi đã có tuổi nhưng không chồng, không con. Tất cả áp lực khiến tôi bắt đầu nghi ngờ rằng mình là một kẻ thất bại sao? Lý Nhược Đồng thổ lộ. Bà mô tả chứng trầm cảm giống như một người tình đáng sợ.
ngay từ khi vướng vào nhau, như một cặp đôi, bà và chứng bệnh này đã trải qua những cuộc cãi vã, chiến tranh lạnh, bỏ trốn và phải chấp nhận chung sống. May thay, cuối cùng, cả hai chia tay trong hòa bình sau 7 năm. Ở thời điểm bệnh nặng, bà từng ở nhà suốt cả tuần, không đánh răng, tắm hay chải tóc. Bà từng cố nuốt cả hai cái bánh cuộn trong một lần. Nó ngon nhưng bà cứ cố nhét vào miệng hết miếng này, đến miếng khác cho đến khi dạ dày phản kháng, nôn ra và ngồi khóc trước bồn cầu. Tôi thường nhìn xuống đất từ trên ban công tầng 27 nhà mình. Khi cắt trái cây, tôi bất ngờ đưa con dao gọt hoa quả lên và nói chuyện với lưỡi dao. Tôi một mình lái xe đến nghĩa trang vào giữa đêm, ngồi lại đó và thẫn thờ. Ở nơi đó rất gần với cái chết, tôi như biến từ một người máy thành một thây ma biết đi, Lý Nhược Đồng kể lại. Người thân không biết bà bị mắc bệnh trầm cảm. Lý Nhược Đồng thoát khỏi bệnh nhờ vào tập thể dục chăm chỉ. Bà gọi phòng tập thể dục là ân nhân đã cứu mạng mình. Ở đó, bà trút bỏ sự hỗn loạn, tê dại và u mê của bản thân. Bà gặp gỡ, nói chuyện cùng những người cùng đam mê khiến thoải mái, tự do về tinh thần. Những năm gần đây, Lý Nhược Đồng hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ thời trang, show truyền hình, sự kiện quảng cáo. Bà khoe vóc dáng thon thả, săn chắc đáng ngưỡng mộ. Nhiều người được truyền cảm hứng từ bà.